bạn làm gì anh Tài? Đây số điện nào thấy mày? Sao nó bằng đèn lên? Ừ ha. Quên nữa. Ghê trước bạn không tắt gì bạn ơi. Rồi để em đi bật cái đèn lên nhìn nè. Ê Tài. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tôi. Chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp trai vậy? Nay đang động hẹn hò mặc đồ lịch sự xíu. Bữa nay có lệ nữa cả. Nay dậy trễ nha, khỏi đi chợ. Nay nhốt ngoài. A few moments later. Đi chơi sao về sớm nhân thằng? Ở rồi nay em nói cho anh thích không? Lần đầu tiên đi hẹn hò anh sợ anh ra chơi anh trắng đai. Anh ghé bộ kém xin mấy miếng lọ. Anh chà vô tay đen cái gì nè anh coi ơi. Tao là cha nó không bỏ mày là may lắm. Tao là cha nó không bỏ mày là may lắm. Còn lại mày chứ. Đúng là con trai của ta. Mày thông minh lắm đồ ngu ạ.